Một tháng sau, Thiên Nhân, thầy, biết cậu quay về tôi rất vui. Phòng làm gì, tôi đã sửa sang lại cho cậu, lắp thêm rất nhiều thiết bị. Đi nào, xem thử. Giám đốc Liễu, có một nhà thiết kế nữ đến công ty ứng tuyển. Cô ấy nói từng là cấp dưới của anh, từng hợp tác với anh trong dự án đóng gói mỹ phẩm. Cô ấy đang ở đâu? Ở công ty ạ. Cô ấy muốn gặp anh. Cho cô ấy vào. Vâng. Giám đốc Liễu, sao thế? Anh thất vọng lắm mà. Chẳng lẽ anh nghĩ là chị ấy ư? Ai cũng nói thời gian là liều thuốc chữa lành tất cả, nhưng xem ra anh vẫn chưa thoát ra được nhỉ. Hôm nay em đến đây là để trêu chọc anh hay là đến tìm việc đây? Tất nhiên em đến để xin việc rồi. Đi lòng vòng một hồi, em mới phát hiện ra mình vẫn thích làm nhà thiết kế nhất. Tiền bối, anh có hoan nghênh em quay lại với team của anh không? Mừng em về nhà. Cảm ơn. Tiếp theo là bản tin dành cho các khán giả yêu thích nhiếp ảnh. Bây giờ đang là thời gian đẹp nhất để ngắm chim di trú. Chuyên gia dự đoán năm nay có thể nhìn thấy hơn 300 loài chim di trú khác nhau. Tin rằng có thể khiến cho các bạn yêu chim được nhìn no con mắt. Alo, giám đốc Bùi, đã thu xếp xong cả rồi. Vất vả rồi. Trong thanh xuân của một người, có lẽ luôn có những điều đẹp đẽ bị lỡ làng. Có lẽ sự lỡ làng đó mới khiến cho những ký ức của tuổi thanh xuân trở nên rõ ràng và sâu đậm như thế. Mười lăm năm, thậm chí là lâu hơn, cũng không thể xóa nhòa. Lily, anh thích em, anh yêu em. Nhưng lần này
Nếu em còn xuất hiện trước mắt anh, anh nhất định sẽ không để em dục mất. Vì tất cả những gì anh bỏ lỡ năm 18 tuổi đều là để hôm nay. Cuộc trùng phùng của chúng ta sẽ đẹp đẽ hơn. Hiên Hiên cố lên, Hiên Hiên cố lên. Cậu chạy ra sân vận động trực nhật, tôi sẽ giúp cậu một tay. Những người lấy đá bóng ra để làm cái cớ trốn tránh trách nhiệm thì không có tư cách thích bóng đá. Đồ xấu xí, cậu làm tôi bực rồi đấy. Anh đẹp trai ơi, là cậu làm tôi bực trước đấy. Là gì thế, làm gì thế hả? Bài tập về nhà không cho chép thì thôi, lại còn đập cửa vào mặt tôi thế này. Trong ký ức thanh xuân của mọi người đều có một người bạn cùng bàn, con trai hoặc con gái, như thể sinh ra đã là tử địch. Một khi đã đụng phải nhau thì lúc nào cũng có thể bùng phát một cuộc chiến tranh. Đừng đụng vào tôi. Dừng lại, tránh ra. Tôi bảo cậu dừng lại. Lily, tôi cho cậu biết, bóng đá đối với tôi mà nói là một thứ vô cùng thần thánh. Tôi tuyệt đối không lấy nó ra để làm cái cớ. Bố tôi từ nhỏ đã dạy tôi, những người thích bóng đá thì sẽ đường đường chính chính đối đãi người khác một cách công bằng. Nếu bọn Yu Yu có làm chuyện gì có lỗi với cậu thì tôi xin lỗi cậu. Nhưng tôi nghĩ bố cậu chắc chưa từng dạy cậu thế nào là tôn trọng người khác nhỉ? Bây giờ tôi sẽ dạy cậu. Nếu như cậu từng nói ra những lời sỉ nhục người khác thì bây giờ hãy xin lỗi tôi ngay. Cậu buông ra. Tôi không buông, tôi muốn cậu phải xin lỗi tôi trước. Diệt tuyệt sư thái, tôi thề không đổi trời chung với cô. Thượng Hiên, bố của Diệt tuyệt sư thái đã qua đời trong kỳ nghỉ hè năm nay rồi. Lily, ngày mai cho tôi mượn vở. Bye bye. Thượng Hiên, cậu tốt với Diệt tuyệt sư thái từ bao giờ thế? Không phải giống như tôi nghĩ chứ. Như là như thế nào? Thường ngày lúc cậu gặp khó khăn, chẳng lẽ tôi không giúp cậu à? Tôi đối với cậu ta, đối với cậu và các anh em trong đội bóng đều như nhau hết. Không phải, Diệt tuyệt sư thái tuy là có hơi chút hung hăng, nhưng người ta dù sao cũng là con gái, làm sao giống được. Thực ra những chuyện gia đình Lily gặp phải, những cô gái thông thường cũng chưa chắc đã chịu nổi đâu. Giả lại, bây giờ chúng tôi là đôi bạn cùng tiến mà. Cô ấy giúp tôi nâng cao thành tích, cô ấy gặp khó khăn, dĩ nhiên tôi giúp cô ấy rồi. Có lý. Bùi Thượng Hiên quả nhiên nghĩa khí. Tất nhiên rồi. Thực ra hôm nay đến, bên cạnh việc để mọi người thưởng thức BBQ ra, chủ yếu là để cho mọi người xem chim di trú. Chim di trú, chim di trú, chim di trú là tuy hiếm gặp, nhưng nếu hai người có thể cùng nhau nhìn thấy thì chứng minh hai người đó rất có duyên. Đến tận đây rồi mà còn chưa thấy chim di trú, xem ra hôm nay đúng là không thấy được rồi. Lily,
Sao cậu lại chỉ có một mình? Đồng đội đâu? Có phải Lý Quân kêu xa quá, về trước rồi không? Thế đồng đội của cậu đâu? Dĩ Thần làm ướt giày rồi, chỉ có thể về trước thôi. Cô ấy nhờ tôi tìm cho cô ấy một chiếc lông chim di trú để làm quà. Hơi khó khăn nhỉ? Đừng nói có lông vũ, bây giờ đến cả bóng dáng của chim di trú tớ cũng chưa thấy nữa. Bây giờ có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ? Chiếc lông vũ đẹp thế này, sao cậu không giữ lại cho mình? Cho dù có thích cũng chưa chắc đã thuộc về tôi. Cầm lấy. Cậu xem, bầy chim di trú đông lớn quá. Chim di trú năm nào cũng phải bay từ Bắc Cực đến Nam Cực, rồi từ Nam Cực bay về Bắc Cực. Một năm bay hơn 40.000 km. Bất kể có gặp phải gió bão hay mưa đá, thì hàng năm vào lúc này chúng cũng sẽ bay về. Chỉ cần cậu đồng ý đợi thì nhất định sẽ gặp được chúng. Trong số các động vật, loài giữ lời hứa nhất có lẽ chính là chim di trú. Chim di trú tuy là rất giỏi, nhưng trong các loài vật, loài giữ lời hứa nhất ngoài bọn chúng ra còn có một người của nhân loại tên là Bùi Thượng Hiên. Một lời hứa của Bùi Thượng Hiên, chim di trú khó đuổi kịp, là một lời hứa của quân tử. Bốn con ngựa khó đuổi kịp chứ, chỉ mỗi cậu biết nhiều thành ngữ đấy. Năm nay thấy được, lần sau không biết là tới lúc nào đây. Thế không phải là đơn giản sao? Bọn chúng không phải là mỗi năm đều tới sao? Xem năm chúng quay lại, chúng ta cũng quay lại. Sang năm, sang năm tớ không biết chúng ta đang ở đâu nữa. Bất kể là ở đâu, chỉ cần chúng ta đã hứa rồi thì nhất định sẽ quay về. Làm gì vậy? Để con người Lily nhớ lời hẹn ước với con người Bùi Thượng Hiên. Bất kể là 4 vạn dặm hay là 100 vạn dặm, chúng ta cũng sẽ trở về. Chim di trú làm chứng, tuyệt đối không nuốt lời. Cậu xem, lấy một đàn nữa kìa. Bên kia cũng có nhiều quá, siêu quá. Năm sau mình muốn cùng Bùi Thượng Hiên cùng nhau ngắm chim di trú. Lily, đã mấy giờ rồi? Sao chỉ có hai chúng ta vậy? Bọn tiểu quân đâu rồi? Bùi Thượng Hiên, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Có gì thì cậu nói đi. Trước giờ chẳng phải cậu với tớ toàn thẳng thắn dứt khoát sao? Tớ... chờ một chút, tớ nghe điện thoại. Lily, alo, chuyện này khó mở lời đến thế sao? Cậu ở đó rẽ trái là đến nơi rồi, có cần tớ đi đón không? Ừ, lát gặp lại. Nói đi. Tớ... tớ thích Bùi Thượng Hiên. Cậu mặc bộ này đẹp thật đấy. Chị Lily, Lily, sao đám tiểu quân vẫn chưa đến nhỉ? Hay là gọi điện dục đi.
Cạn ly. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, hội bạn nhỏ này của chúng tôi cuối cùng cũng đến lúc tuyên bố giải tán, trở thành một đoạn hồi ức chỉ sống trong những bức ảnh mà thôi. Xong rồi, còn tôi, trong hồi ức của Bùi Thượng Hiên, chắc cũng chỉ là một trong số những người bạn cấp 3, cũng như những người đang ngồi tại đây hôm nay vậy. 2 tháng sau, có chuyện này tớ không biết có nên nói hay không. Bùi Thượng Hiên gặp chuyện rồi. Cái gì? Nghe bố mẹ Bùi Thượng Hiên nói, cậu ấy vì muốn bảo vệ một cô gái mà lỡ tay đánh người khác bị thương. Sự việc đó đã thay đổi cả cuộc đời của tôi. Tôi hoài nghi tất cả, từ bỏ tất cả. Chỉ có một người chưa bao giờ rời xa tôi. Cậu có một bạn học tên là Lê. Nào, đã bảo là chán lắm rồi, chúng ta đến chỗ khác chơi. Đi chỗ nào chơi? Anh đưa các em đi hát nhé. Được, đi hát. Bùi Thượng Hiên, Lily, chúc mừng cậu thi đậu đại học danh tiếng rồi. Tại sao cậu cứ tránh mặt tớ? Tại sao không liên lạc với tớ? Với cả, cậu định cứ như thế này mãi sao? Tôi làm sao? Bùi Thượng Hiên, mọi người đều rất quan tâm cậu. Cậu phải phấn chấn lên. Tôi phấn chấn cái gì? Bộ dạng tôi bây giờ trong mắt các người là rất xa đọa đúng không? Ý của tớ không phải như vậy. Cuộc đời của chúng ta giờ mới bắt đầu, rồi tương lai sẽ tốt hơn thôi. Xin lỗi, hai người hãy đợi tôi một lát, sẽ quay lại ngay. Lily, cho dù bây giờ đi học lại hay là thi đại học, đối với tôi mà nói đều không có ý nghĩa gì cả, cậu hiểu chứ? Tôi có tiền án rồi. Trở lại việc học ở trường đời, không có đại học chính quy nào chấp nhận tôi đâu. Tình hình không tệ như cậu nghĩ đâu. Tôi đã qua nhà cậu rồi. Mẹ cậu nói kết quả thi đại học của cậu đã vượt điểm sàn chính quy rồi. Thế nên làm sao? Cuộc đời cậu tất nhiên rất tươi sáng. Lúc trước là thủ khoa, bây giờ lại là sinh viên đại học danh tiếng. Sau khi tốt nghiệp sẽ là tinh anh của xã hội. Tôi cũng thèm muốn những điều đó chứ. Nhưng tôi thì sao? Thế cậu nói đi, rốt cuộc tệ cỡ nào? Cậu không biết hay là không nói ra được? Tôi có thể cho cậu biết. Tuổi còn trẻ mà mang tiền án, không học hành gì, bây giờ có công việc đàng hoàng nào sẽ chấp nhận tôi? Tất cả mọi người nhìn thấy tôi đều sẽ xì xào to nhỏ. Cuộc đời của tôi sẽ đổi từ một công việc u ám sang một công việc u ám tối tăm khác. Chỉ có thế thôi. Sao cậu nói bản thân mình như vậy? Cậu sẽ có tương lai tươi sáng hơn. Tương lai nào cơ? Tôi bị mù à? Sao tôi không nhìn thấy? Lily, tôi với cậu chỉ là hai đường thẳng giao nhau. Trước đây từng là bạn bè, bây giờ đã lướt qua nhau rồi. Chúng ta sẽ đi về những hướng khác nhau, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cậu khỏi phải tìm tôi nữa. Bùi Thượng Hiên, cậu còn nhớ cái này không? Lúc ấy cậu tặng nó cho tớ làm quà. Trong lúc tớ gặp khó khăn nhất, nó đã cho tớ can đảm. Bây giờ tớ trả nó lại cho cậu, để đứa cho cậu can đảm, để cậu đứng lên lần nữa.
bình thường tới đá bóng trên sân cũng nhờ nó phù hộ. Trên đó còn khắc logo của đội Đức là một con chim ưng, còn có tên là loài chim mặt trời. Nó sẽ bảo vệ tất cả những dũng sĩ dưới bầu trời. Sau này nhóc này, nếu như con bắt nạt cậu, có nó bảo vệ, cậu sẽ bách chiến bách thắng, gặp dữ quá lành. Sau này nó sẽ là bùa hộ thân của cậu. Cho tôi xin đi. Lời nói ấu trĩ thế mà cũng tin. Cậu là học sinh ngoan, học sinh ngoan thì không nên tới nơi này. Về đi. Sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Xin lỗi hai em, chúng ta đi thôi. Đi thôi, đi thôi nào. Có sao không? Không sao. Về với thế giới của cô đi. Chúng ta đi hát nào. Cô ta là ai? Mặc kệ cô ta. Đồ dối trá. Bùi Thượng Hiên, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu. Lily, bây giờ tôi với người ưu tú như cậu còn có thể thành bạn không? Mỗi lần tôi cần Lily, cô ấy luôn xuất hiện đầu tiên. Cậu đừng uống nữa. Không thấy tôi đang thi đấu à? Hay, hay, hay. Tôi hưởng thụ tình bạn cô ấy trao. Nhưng lúc cô ấy cần tôi, người ở bên cô ấy lại không phải tôi. Hai chữ bạn bè lừa dối cô ấy, trói buộc tôi. Đợi khi thực sự muốn được yêu, lại nhận ra chỉ còn lại một vở kịch độc diễn. Nhanh lên, nhanh lên. Cậu quen à? Thôi, để nấy tự nói với cậu. Qua đi. Qua đi. Sao lại là anh? Lily, anh họ tớ vì muốn tạo bất ngờ cho cậu mà bỏ nhiều công sức lắm đấy. Cậu xem, vừa là đưa quay, lại vừa đóng giả thú bông. Sao hả? Đủ bất ngờ chưa? Lily, anh thích em. Là bạn gái của anh được không? Đồng ý đi. Đồng ý đi.
đồng ý đi. Yêu nhau đi, yêu nhau đi. Đồng ý đi, đồng ý đi. Làm cái gì thế? Cũng biết chơi trò lãng mạn đấy nhỉ. Đánh cho Lily một chút cho tôi. Thực ra có những lời tôi muốn nói lâu lắm rồi. Ngày trước cậu nghi ngờ anh họ tớ có ý đồ bất chính với Lily. Nhưng thực ra anh họ tớ không phải loại người đó. Anh ấy vô cùng đơn giản. Anh ấy đã quyết tâm với Lily. Anh ấy sẽ không thay lòng. Giả lại là bạn thân của Lily, tôi thấy họ rất có tương lai đấy. Mấy người nghĩ sao quá đấy. Nhìn được cả tương lai cơ à? Rất đơn giản thôi. Tuy anh tớ không biết theo đuổi con gái, nhưng cậu thấy đấy, anh ấy học giỏi, bây giờ đang thực tập ở công ty lớn, vô cùng có tương lai. Nếu Lily thêm nấy, chắc chắn sẽ được sống những ngày được chồng nuôi. Phải rồi, hai người họ còn rất thích xem sách ngoại văn. Kể ra thì không phải hoàn toàn không có sở thích chung. Trên điều tra tám đời, dưới điều tra cửu tộc, chắc chắn là gia cảnh trong sạch. Thật thà đáng tin, tiền đồ rộng mở. Phó chủ tịch hội sinh viên, mấy cái giấy chứng nhận của anh ta không cao 1 mét thì cũng phải dày 2 tấc. Có lẽ là vậy. Đi đây. Đã định sẵn là khác biệt. Cô ấy sẽ có một tương lai sáng lạn. Người đứng bên cô ấy cũng phải là một người sáng chói, chứ không phải người như tôi. Những việc Lily làm cho tôi đã nhiều lắm rồi, mà điều tôi có thể làm cho cô ấy có lẽ chỉ có không quấy nhiễu cô ấy mà thôi. Xin lỗi tới trễ. Tôi bảo anh 15 phút hẹn Lily ra. Anh đã hẹn chưa? Cậu tìm tôi có chuyện à? Trước đây là tôi không đúng. Xin lỗi. Cho nên tôi muốn mời hai người ăn bữa cơm. Đồ ăn tôi đã gọi rồi. Còn nữa, hy vọng anh sau này chăm sóc tốt cho Lily. Lily thích màu sắc ấm áp, không thích màu lạnh. Môn thể thao duy nhất của ấy biết là đánh cầu lông. Đừng để cô ấy chơi bowling, nếu không sự lúng cuống của cô ấy sẽ thành trò cười. Mỗi lần có World Cup hãy xem cùng cô ấy. Còn nữa, hãy cùng cô ấy cổ vũ Argentina. Mùa đông cô ấy dễ bị cảm, lại hay quên ngủ. Anh phải nhắc nhở cô ấy giữ ấm. Mùa hè thích ăn dưa hấu nhất. Hãy nhớ mua nhiều một chút, bằng không sẽ nhường cho Lý Quân hết, còn mình chẳng ăn được miếng nào. Còn nữa, cô ấy không thích xem phim kinh dị, nhưng mà rất ít cô gái thích xem phim chiến tranh như cô ấy. Lily không vui sẽ nói không sao. Không phải là không sao thật đâu, chỉ là không muốn làm phiền người khác. Hy vọng anh đừng làm cô ấy khóc, bởi vì cô ấy là cô gái có tính tình tốt nhất thế giới. Chỉ cần anh đối xử tốt với cô ấy một chút, cô ấy sẽ đối xử tốt lại gấp nhiều lần. Nếu như anh không cẩn thận làm cho cô ấy buồn, chỉ cần tặng cô ấy món quà có liên quan tới đội Argentina là được. Cô ấy không phải là cô gái khó chịu và vô lý đâu. Cuối cùng 22 tháng 12 là sinh nhật cô ấy, đừng tặng bánh gato hỏng cho cô ấy. Mọi người thường nghĩ thi cấp 3 giống như dạng con ngựa qua một chiếc cầu gỗ. Thi đại học thì giống như là ngọn tháp ivory cao dời dợi. Cái giờ khác cầm được giấy báo đỗ đại học, có bao người giống như tôi cảm thấy đây chính là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời. Mãi đến khi tốt nghiệp đại học tôi mới biết mọi thứ mới chỉ vừa bắt đầu. Cũng lâu lắm rồi cậu không có yêu đương gì. Sao không tìm một người đi? Không phải tìm, cô ấy vẫn ở đó. Cậu nói Lily à? Cuối cùng cậu cũng hiểu. Tạ trời tạ đất, từ cấp 3 lên đại học, hai người ngược xuôi ngang dọc mãi. Tớ không chỉ muốn hẹn hò nhất thời với cô ấy. Điều tớ muốn là
ở bên cô ấy suốt đời cơ. Tớ phải chép lại câu này của cậu. Cậu có thể suy nghĩ nhiều như thế cho một cô gái. Cậu thật sự yêu cô ấy rồi. Sao cậu tan làm sớm thế? Hôm nay có một trận chiến lớn phải chuẩn bị. Giống vậy sếp của bọn tớ còn bắt tớ tăng ca. Tớ bèn xin nghỉ tới đây. Sao cậu lại ở nhà? Nếu tớ không ở nhà viết bài thì ai ra mở cửa cho cậu? Tớ tới xem trận chiến lớn cỡ nào nào. Đây toàn là sức mạnh tình yêu. Tớ sẽ ủng hộ các cậu về mặt tinh thần. Vậy tớ đi làm nhé. Cố lên. Lily, anh đã từng hứa với em sẽ cùng em đi ngắm kim di trú. Lời hứa này đã quá 4 năm vẫn chưa thực hiện được. Thế nên anh muốn trừng phạt mình. Trừng phạt gì? Cùng em đi ngắm kim di trú cả đời. Anh thích em. Em có bằng lòng là bạn gái anh không? Tớ không rõ nữa. Không rõ? Vậy tức là từ chối rồi hả? Nếu như chúng ta vừa mới quen nhau, có lẽ anh sẽ nghĩ tớ không rõ ba chữ này là em đang từ chối anh. Nhưng bây giờ chúng ta đã thân thuộc tới mức anh có thể cảm nhận tâm trạng lúc em nói câu này. Không phải em đang từ chối anh, mà là em đang thấy sợ hãi trước sự bắt đầu của một tình cảm mới, đúng không? Giống như cậu nói đó, chúng ta quen nhau đã lâu lắm rồi. Nếu như tớ có gì để cậu thích, vậy tại sao bao nhiêu năm nay, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng cậu không rung động, mà lại ngay lúc này chứ? Em quả thực không phải kiểu con gái khiến người ta lần đầu gặp là thích. Nhưng anh có thể nói cho em biết, bất kỳ một ngày nào trong bao nhiêu năm qua, thứ duy nhất anh không quên được chính là em. Tình cảm giữa chúng ta đã vượt qua bất cứ thứ tình cảm thông thường nào cũng có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Anh từng cho rằng là tình thân, là tình bạn. Nhưng bây giờ anh khẳng định đây chính là tình yêu của chúng ta. Nhưng em không dám chắc tình cảm này anh có thể duy trì được bao lâu. Mấy năm qua em dần dần hiểu ra, muốn ở bên một người mãi mãi thì thân phận bạn bè là thích hợp nhất. Chỉ cần vượt qua lớp màng mỏng manh đó thì sẽ không thể quay đầu được nữa. Bùi Thượng Hiên, em thực sự rất sợ. Sợ chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thành.
Lily, anh mất 7 năm mới hiểu ra em đã ở đây rồi. Vậy nên xin em hãy dũng cảm lên. Chúng ta đừng bỏ lỡ 7 năm tiếp theo nữa được không? Nhưng em không xinh, cũng không đáng yêu, tính tình cũng không tốt. Anh có chấp nhận được không? Vậy nên em cần một chàng trai vừa trí tuệ, vừa đẹp trai, vừa thích bị em bắt nạt như anh. Em xem chúng ta xứng đôi biết bao. Toàn thích tự khen mình thôi. Anh không chỉ tự khen mình đâu. Nếu em đồng ý là bạn gái của anh, sau này anh còn khen em mỗi ngày nữa. Thế nào? Cô gái Lily vừa xinh đẹp, vừa thông minh, vừa lương thiện, vừa tốt tính của anh. Em có đồng ý là bạn gái anh không? Em đồng ý rồi. Cuối cùng em cũng nhận lời anh rồi. Lily, anh thích em, anh yêu em. Người bạn thích vừa hay cũng thích bạn. Đây có lẽ là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này nhỉ? Chào buổi sáng. Trời lạnh, mặc nhiều áo vào, chú ý giữ ấm. Trước tiên, cảm ơn các vị đồng nghiệp. Trong những tháng ngày qua, đã có những cống hiến lớn lao cho công ty. Hiện nay quy mô của công ty không ngừng mở rộng. Sau khi bàn bạc với đối tác, tôi dự định sẽ thành lập chi nhánh ở Bắc Kinh để nâng cao tính chuyên môn của công ty chúng ta hơn nữa. Thời gian hai người vào Ultron tuy chưa được coi là dài, nhưng làm việc rất có tiềm năng, tương lai sẽ được trọng dụng. Thế nào, nói xem hai người có suy nghĩ gì với việc đi Bắc Kinh không? Giám đốc Trương, chuyện cử đi ra ngoài, tôi nghĩ Lily, Lily, sao cơ? Bệnh máu trắng. Tình trạng của mỗi bệnh nhân đều không giống nhau, nhưng tổng thể mà nói, xác suất sống sót quá 5 năm là 10%. Con muốn chăm sóc Lily, không chỉ là chăm sóc với anh em. Con muốn chăm sóc cô ấy suốt đời. Tôi chỉ muốn lặng lẽ rời đi. Những hy vọng vô nghĩa ấy sẽ chỉ mang lại cho tôi và người tôi yêu nhiều dày dò hơn. Bên em suốt đời, mãi mãi không rời xa. Dù là lên trời hay xuống biển, anh đều sẽ luôn ở bên cạnh em. Nếu bắt anh nhìn em từ từ chết dần chết mòn,
thì cuộc đời của Bùi Thượng Hiên sẽ trở nên như thế nào? Bùi Thượng Hiên, năm nay em không thể thích anh nữa. Từng có người nói với anh rằng những người không cố chấp với thời gian chẳng qua là chưa từng. Chào anh Bùi. Chào anh. Cảm ơn anh đã tài trợ triển lãm tranh về chủ đề chim di trú lần này. Tôi thay mặt Hiệp hội Bảo vệ vùng đất ngập nước bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc. Không có gì, bản thân tôi là người thích quan sát chim di trú. Chút công hiến nhỏ nhoi này không đáng là gì. Những bức tranh khác trong này đều liên quan tới chim, nhưng chỉ có tác phẩm này dùng lông vũ để ẩn dụ cho chim di trú. Tôi rất có hứng thú với tác giả của nó, không biết có thể sắp xếp cho tôi gặp mặt không. Tác giả bức tranh này lúc gửi bản thảo đã ký thỏa thuận giữ bí mật với chúng tôi. Về nguyên tắc, chúng tôi không thể tiết lộ bất cứ thông tin gì của người ấy, đến tuổi tác và giới tính cũng không được à? Thật ngại quá, xin lỗi. Nhưng người đó từng nói rất có thể người ấy sẽ đích thân đến xem triển lãm tranh. Nếu may mắn, hai người sẽ có thể gặp được nhau. Cảm ơn. Cảm ơn. Em có việc này muốn bàn với anh. Triển lãm tranh mà lúc trước anh giúp em gửi bản thảo hôm nay khai mạc rồi, em muốn đi xem. Bảy năm rồi. Em thực sự không định cho anh một lời giải thích à?
gì? Cái này có lẽ là do Lily để lại. Có lẽ chúng ta đã đến muộn rồi. Cô ấy từng nói, hy vọng kiếp sau là một con chim di trú tự do, lặng lẽ bay đi, chỉ để lại một chiếc lông vũ chứng minh cô ấy đã từng đến. Nếu Lily thực sự dí mình với chim di trú, cô ấy nhất định sẽ quay về. Chim di trú đều có kỳ về, đây chính là lời hứa của chim di trú. Không biết vì sao, tôi bỗng cảm thấy cậu ấy hiểu Lily hơn. Chờ đợi có khi là cả cuộc đời. Có phải bạn muốn nói một câu với người bạn từng vụt mất, đã lâu không gặp?